Nó chỉ có pháo mà không phải hơi cay. Kia thì phải cơ động cái áo đen kia còn gì phải. Kia là bảo vệ hay là bọn nào chứ. Đây miếng áo mưa kia, mặt quần áo dân thường kia. Bắn súng rồi bắn bỏ ấy. Ai đưa đi. Cơ động xong ném bắn. Kia là bọn bảo vệ mỏ hay sao ấy. Anh Hơn ơi, anh về đi làm đi. Dày chứ mà nó đóng cái này. Tấn công, tấn công. Đông lắm mà ra có mỗi một đội này hay là thay ca nhau giờ đáp à? Này có dặn người ta thôi, nó lại nhìn lên thằng kia thôi, con xuống thằng kia. Ủa mấy cái thằng? Thằng kia chơi lại kìa. Thằng nào đội mũ mũ cát chơi lại kia là. Em biết được bao nhiêu tiền rồi. Cái thằng đội mũ cát chơi lại kia là thằng đéo thử công an đâu. Thế thằng kia kìa, anh đi của ta kìa. Hôm nay đông này đã thuê máy bay để thả bom nhỉ. Đó nhá, việc thì nó về đi ủng vào. Đi ủng vào mặc áo mưa lên đây. Hay hết nhỉ. Hôm nay còn này tiêu thụ bao nhiêu pháo nhà nước rồi đây. Con thịt mẹ con cho trẻ con đến ném. Cho trẻ con hôm nay nó thế. Nó máu chiến hơn này. Mấy thằng kia là con Nguyên thì sao ấy? Đây xem có phải là
đau rồi, đáp mấy phát thấy không đau rồi, em chạm rồi. Nó trẻ con nên là béo, ném tới lồn đùng. Còn ném bằng hòn nhân cái cái nên là cái béo. Thôi còn trẻ con. Để đau cái tay. Công an đáp đám ầm kia chắc là mấy thằng công nhân thôi, mấy thằng áo mưa kìa, một con áo dân thường kìa. Mỏ thuê cơ động đánh dân. Mày Facebook có biết cái gì? Cho dân cả bao nhiêu người mình ở đây mà buồn cười. Cho dân nó biết. Biết cái điều biết. Đứt mặt mũi này cứ biết đi hết cả mặt mà mày biết không muốn đâu à. Không dám đánh này còn. Giờ tới gần đến nơi đây là con hổ. Tới gần vu đánh chi ông tung đá để mẹ nó gọi mũ vào có lồn mũ không? Đi có nổi nó phát chân đầu. Mũ vào nó đầu. Bây giờ phải ném ngang thì mới được. Thịt mẹ đứng gần vào để nó đáp vỡ đầu à? Mỗi cơn động này nó đáp lại nhưng nó đáp nó ấy dẹp méo đâu. Vãi cửa vỡ thì thôi đi. Ở Lang Khánh ấy. Nó sang nó đéo dám mạnh như là trước đâu. Ôi giời. Nó mỏng ấy mà, thực ra mình nếu mà dồn dập nó đéo ném được đủ đạn luôn mà. Ê. Anh không nhờ nó bây giờ ném tiếp nữa. Dồn dập như vậy. Dồn dập một lúc nào hết đạn. Nó hết đéo được còn gì ném đâu. Dồn dập người đông này. Chặt dao đâu lồn nó đủ. Có lửa không anh? Không. Bản thân bị bắt rồi anh ấy. Bản thân bị bắt rồi. Cá biệt tuổi thì hết bị mẹ. Bắt mấy người tính gì? Bắt hết xã nó mới sợ chứ cần. Bắt thì đéo rồi. Bây giờ cứ bắt một người là cả xã, cả xóm lên. Chưa biết cái đít. Đầu quẩy nó mày. Rồi mua hiểm à? Nó lành. Mày có mũ nào nào? Bây giờ có khẩu súng tồn bắn thủng này luôn. Rồi vác súng là ăn bắt này. Cho lành. Đội mũ kia kìa. Nó sợ xăng mà. Súng côn bắn thủng được cái này không chú? Nó không mang được ra đây. Mày đi ra đây chỗ kia là bị bắt rồi. Tạo lực đấy. Mày biết rồi, mày phải biết là dân ấy chỉ có chân tay không thôi. Trước bây giờ là thế. Ném được bao nhiêu phát rồi? Ném được sáng rồi. Vẽ này sáng rồi. Vẽ này sáng rồi. Đảo quên rồi. Đi ép đi. Đi ép đi. Từng nào đi mất mấy mét rồi. Khi ta vừa được bao mét lại mất mẹ. Có mê như điên à? Điên quá nhỉ?
Thịt mẹ ném đâu đâu, bùa cho đau tay ra ấy. Tí nữa tập trung gần thì ăn đi em. Thôi tí hết đá em dồn dập lại. Ném sang thịt mẹ đéo gần gần mới ném, thịt mẹ ném xa thế. Gọi bây giờ gọi cho Lâm Cu mới lên đây nó đau khỏe. Ra kia nó quay. Kia nó cái máy quay của nó. Bây giờ chỉ lội ruộng ra ném ngang thôi. Thì mẹ ném ngang là nó thua mình. Mình ném ngang rồi ruộng hố vào là nó thua mình. Nó mặc đồ kia nó không chạy được ruộng đâu. Tùng chi anh có mua hiểm không? Không. Nó chả múc hết đường rồi anh Sơn ạ. Xuống đây mà báo đấu tranh đi. Nó múc đường kia đi kiểu lồn gì? Đi vòng cũng đỉnh trên kia kìa. Ui đáp cam của nó làm gì? Đúng. Vẫn mặt cao su vậy à? Vậy à? Về mỗi người chế bật mua bi ấy về bán. Bây giờ tạt ngang thì mẹ chia ra làm ba đội là nó vậy đái đấy là đùi lại nhỉ? Ui. Cái này là thả con thỏng long bắt con cá treo. Bọn nó là bọn nó thua mình ném ngang đấy, thì mẹ ném ngang nó đéo đỡ ở đâu. Ập ba phía là nó đỡ được. Lúc này kia cũng ném nhỉ. Thôi bị mẹ đó, nó thua luôn. Cái này ném là nó lùi ngay mà. Ổng nó cứng lắm, cái ổng nó ném chạy đéo rồi. Ôi nó đáp cả người trong kia. Một đằng ngang, một đằng dọc đấy. Mấy binh bố trận này cũng chơi đây. Ra phải tập trung cơ. Bây giờ phải tập trung. Nhắm ngang là đéo chạy được. Nhắm ngang đi. Bây giờ khiêng đá vào trong cổng chùa kia kìa. Đó, có một tốp vào trong đấy. Rồi cái máy quay nó chạy ra rồi. Máy quay nó chạy rồi, vừa thấy người trong kia đáp nó chạy về kia rồi. Ra ném ngang, bỏ dép ra ném ngang ruộng lúa. Ta từng phát một thôi, từng thi nhau đáp. Nó lùi. Thi nhau đáp nó mới lùi. Không, đáp nó đẩn lên thì mình mới thi nhau đáp chứ. Đang dọa đáp dọa này thôi. Cũng điện thoại đi đã về. Được. Mày có điện thoại đi làm việc đi.